Ân bạn ta này thì kết bạn mình chơi từ cái thời mà qua Idol Hero cũng được vài tháng rồi, nhưng mà hôm nay anh ấy cho chơi game Genshin Impact cùng mình thì rất là vui. Thì hôm nay anh ấy cũng hôm qua cuối cùng mình cũng lên AD45 cho anh ấy, và hôm nay chúng ta sẽ review qua cái nick của anh ấy một tí, và chúng ta sẽ summon con tướng mới, con cái vũ khí mới Venti thì anh ấy đã lấy rồi, và hôm nay chúng ta sẽ cố gắng để lấy cái vũ khí cho anh ấy. Vũ khí của anh ấy là cái gì thì anh em nhìn là biết rồi đó. Cái banner mới của cái nick này đó chính là cái banner Venti. Hiện tại thì Venti cũng đã lấy rồi, thì đến cái vũ khí thôi đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ lên đây và xem map của anh ấy một tí nha. C này. Mọi người thấy thì nhân vật ở đây chúng ta có Hu Tao, chúng ta có Ninh Hoàng, chúng ta có Bennett, có Jin, có Xingqiu, có Diona, đặc biệt là có Venti và Xiao, ba con nhân vật mới. Ba cái banner này, Xiao này, Hu Tao, Venti, anh ấy đều xông cả, đều cái role cả. Nhưng mà cái nick này đặc biệt là vũ khí của anh ấy cũng khá là tốt, đặc biệt là đều có những cái vũ khí tốt cho từng nhân vật, ví dụ như Điệp Tích Tây Phong này, Trượng Hộ Ma này, và Hóa Phát Diên. Ở đây nhìn đây cũng có mấy bốn cái cung reset này, thực sự mình đã thích cung reset này, tăng sát thương tấn công thường và giảm 10% sát thương tổng kích. Thì cái này thì đây là vũ khí rất là ngon cho Tatalia, nhưng mà nick này không có Tatalia. Ở đây cái tiếng hét của rồng này, bốn cái thương thiên nham, hai cái thương tây phong này, cái này cho mà cho mấy con dạng như Xiang Ling, cái này cũng đang dùng thương tây phong. Nhưng mà thương Tây Phong này tại sao là hình thù nó khác như vậy? Chúng ta có thể mở tinh luyện cho nó được không? Chi tiết tinh luyện, bỏ cái thương Tây Phong, mấy cái thương Tây Phong này vào. Thì cái dở của nick này là tại sao anh ấy không 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 tinh luyện nó lên? Ok. Chúng ta sẽ tinh luyện vũ khí của anh ấy trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ hô máu banner. Cái này cũng hay này, mấy con support hồi chiêu thì cũng dùng cũng được này, phục hồi năng lượng khi kỹ năng tạo thành bạo kích có thể 100% nhận được một năng lượng nguyên tố 6 giây. Nói chung là mấy con support mà hồi kỹ năng ấy, thì rất là thích cái này. Còn cung thì xét thực sự là cho Tatalia đánh thường rất là đau tay, sướng cực. Rồi mình sẽ tinh luyện cái này lên, có cái cung thì xét nào chưa, chưa đúng không, tinh luyện lên đi. Mới lên AR45 đêm qua thì mình cũng đã kiếm được mấy cái, vừa mới lên AR45 luôn mà mình đã kiếm được hai cái thánh sinh vật khá là ngon cho nick này rồi. Mình cũng mát tay thật, mát tay từ game này sang game khác luôn. Thì hôm nay sau khi mà chúng ta triệu hồi ấy, chúng ta roll cái banner vũ khí xong thì chúng ta cũng sẽ, ui tiếng thét của rồng, cũng sẽ đi bí cảnh thôi. Tiếng thét của rồng này là cho Ke Trinh thì phải, kiếm sáo có bốn cái này, kiếm ở nick này cũng khá là nhiều kiếm đấy chứ. Tinh luyện hạng 5, mình sẽ tinh luyện cái chiêu tâm này cũng hay này, chiêu tâm là tăng sát thương này cũng hay. Cái này cung tế lễ nên nâng cấp lên. Tinh luyện, chúng ta sẽ tinh luyện hết thì giữ làm cái gì nhỉ? Tại sao anh lại giữ lại như vậy nhỉ? Chắc là không có thời gian đầu game. Rồi. Tìm thét cửa rồng. Thì khi mà cái này thì khá là mạnh dành cho Ke Trinh. Con Ke Trinh mà cầm cái này thì mà có đam nguyên tố đánh vào con hỏa hoặc con lôi thì nó đam rất là to. Không, thật thật ra thì nó là bản thân là sát thương nguyên tố lôi rồi, thì nó sẽ mặc thêm cái set kháng lôi nữa mà kẹp cái này nữa thì rất là ngon. Tìm thét cửa rồng kẹp thêm kháng lôi, sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng với nguyên tố hỏa hoặc lôi. Thì nếu như mà con Ke Trinh mà cầm cái vũ khí này mặc sét kháng lôi chém rất đau. Rồi review thế thôi, thì vừa lên AR45 mình vừa lấy cái này, hôm qua mình đập cái thánh sinh vật này cho anh ấy khá là đỏ. Đây là cái lông, thì nó chỉ nhảy vào đúng sát thương bạo kích và hiệu quả nạp nguyên tố luôn. Chắc chắn là cái này sẽ dành cho Venti rồi, chỉ nhảy vào hai dòng hiệu quả nạp nguyên tố và sát thương bạo kích. Cái mũ sát thương bạo kích rất hiếm nhưng mà mình ra luôn, và may mắn là đập vào dòng tấn công đến 19%
và được 3 lần vào dòng tấn công thường thì cũng khá là may mắn và đỏ ở đây. Như vậy là chúng ta cũng đã kiếm được hai món đồ rồi. Và bây giờ kiếm cung dành cho Venti thôi. Lịch sử có trượng hộ ma. Mình sẽ mua Linh Quang à? Mình xem Linh Quang của anh ấy cung mệnh mấy luôn nào. Có khi nào mình cũng nên sẽ mua nên Linh Quang không, phải là khúc nào ra thì nó ra cung mệnh 2. Thôi. Bắt đầu thôi. Hôm qua mình cũng vừa khô máu xong. Vừa ra trượng hộ ma xong, run quá. Không biết là bao nhiêu chúng ta sẽ ra đây. Vì cái banner vũ khí này là rất rất khó luôn đấy. Nó mà tạch rết một cái thì cũng đi luôn. Nick này chơi muộn thôi, nhưng thật ra chủ ác nào cũng nhiều rồi ấy. Chúng ta sẽ tiếp tục một lần nữa là 20 lần. Ui, không thể nào mà ra được 20 lần được. Căng quá. Razor. Càng nhỏ. Ôi, rượu và thơ nơi hiểm tối. Hiểm tối. Ôi. Nhiều quá, nhiều 4 sao quá. Rồi, tiếp tục nào. 30 lần. Ui, không được rồi. Tai ương của rồng. Mới có 30 lần thôi ấy, mọi người ạ. Shit. Cung lông vịt. Sinh quill. Tia sáng nơi hẻm tối. Ba cái vũ khí 4 sao luôn. Sinh quill phun cung mạnh. 40 lần. Vàng. Trời ơi. Càng nhỉ. Phải kiếm gà, kiếm cùi. 40 lần rồi mọi người nhá. Con Razor đầu tiên thì phải hình như thế. Mới 40 lần thôi. Này cho đủ 50 lần nào. 50 lần. Khó nhỉ. Lại là vũ khí này. Diona. Khó nhá. 50 lần vẫn chưa ra. 60 lần. Trời ơi. 60 lần. Đừng tạch thuyết là được. Hình như là banner vũ khí này 70 lần là ra. Càng thế nhờ. Về bờ đi, đừng có tạch. Tai ương của rồng. Bảy mươi lần. Let's go. Vàng. Đừng tạch. Tiếng thở dài vô tận đấy. 70 là ra mà, ban vũ khí thường là 70 là sẽ ra đấy. 70 là ra rồi. Shit. Hồi hộp quá. Đừng mà đau tim quá. Cái lồn má.
Đi sạch luôn mọi người ạ, xong rồi. Đi luôn. Cái lầm mà cày tê nhờ. Đi luôn, đi luôn. Chòm sao của Razer. Buồn quá mọi người ơi, như vậy là đây cũng là một tin rất buồn đấy. Đây, review qua cái nick thì vừa lên 45 và cái chủ nick không có thời gian nhiều chơi để chơi, cho nên là nick còn rất nhiều, mà rất nhiều cái gọi là nhiệm vụ thế giới chưa làm, 1 tỷ cái nhiệm vụ chưa làm luôn, bản đồ còn nguyên, và cái nick này có thể dùng để chơi một thời gian dài và khám phá đấy. Ok, và nick này thì chúng ta cũng sẽ phi phép dừng cái clip này đây thôi, và cái vũ khí mới chắc chắn sẽ được sử dụng cho Bennett rồi. Bennett của chúng ta sẽ có vũ khí như này chơi cày thật. Xong, và thế là hết. Đi luôn.